Cam Chim Đất Việt xin chào các bạn, và hôm nay xin chia sẻ với các bạn một chiếc lồng hỏa mi rất là đẹp. Một chiếc lồng mình đang để ở nhà mình đây. Các bạn đang thấy đây là cái form lồng trống 36 nuôi chim hót rất là thoáng. Các bạn đang thấy ở đây. Cái này có cửa kéo lên kéo xuống này, rất là an toàn. Lan để giấu ở trên nóc, giấu mắt. Đây là chiếc lồng tre các bạn nhé. Ưu điểm nó rất là nhẹ nhàng, tuy nhiên nó sẽ là mà sẵn mít nhẹ lắm, nhẹ nhàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh Cám Chim Đất Việt. Chào các bạn.